Mình chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thư giãn các bạn ơi, thư giãn mà trời mưa. Buổi chiều trời mưa các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn nghe rất rõ. Rất rõ tiếng mà nhái mà nó rên rỉ các bạn, hay là nó hân hoan mình cũng chẳng biết. Mưa nó mát chắc nó hân hoan chứ không phải là nó rên đâu. Các bạn thấy mây không? Mây à. Các bạn thấy mây không? Mây đen hết đó luôn các bạn thấy không? Bớt mưa rồi, hết rồi, còn ít thôi. Là tiếng nhái không? Nhái các bạn, các con nhái nó hân hoan. Theo nghĩ là hân hoan thôi. Cái khu vực này là cái khu vực mà người ta để dành cho tái định cư đó các bạn. Nhưng mà bây giờ thì người ta đã phân nền hết rồi. Tương lai của mấy cái con nhái này không biết rồi đó nó ra sao. Thấy mỏng manh quá. Cho tới đây mà khi mà họ, mọi người mà họ về đây họ sống thì tương lai của mấy em nhái này chắc cũng mệt mỏi. Đắp bên đi các bạn ha. Các bạn nghe không? Những cái tiếng nhái là rất là lớn á. Hân hoan đón mưa. Thường thường mà ếch nhái mà gặp mưa mừng, mừng tới bà. Ở đây khung cảnh ở đây vắng vẻ các bạn. Đây là cái đám tranh nè các bạn. Ngày xưa mà mình hay đi cắt tranh về mà mình lập nhà các bạn. Cắt tranh về bạn lập nhà. Nhưng mà tranh này thì ở đây thì nó mọc, nó ngắn ngắn thôi. Tranh này nhưng mà để tượng trưng vậy thôi. Đây là cái con đường mà người ta làm để thông vô các cái nền ở đây nữa các bạn. Vắng vẻ êm đềm. Cái khu vực này mình thư giãn sướng lắm các bạn ơi. Không ai quấy rầy á. Đương nhiên là những cái lúc mà trời không mưa là có người. Có người nhưng mà mình muốn cho nó yên bình tí xíu và yên ắng tí xíu thì mình tìm một cái nơi vắng hơn. Còn khu nào mà người ta đông thì người ta tập trung nhiều thì người ta nó ồn ào hơn. Còn hôm nay thì mình buổi chiều mình đi đón vợ của mình đi làm về, đi đón mình đi sớm tí, mình đi mình ghé đây mình thư giãn tí mà gặp trời mưa. Mưa chịu mưa luôn. Các bạn coi nè. Trứng của ốc bu vàng nè, các bạn thấy không? Trứng ốc bu vàng. Các bạn thấy nó cũng kỳ công lắm chứ, đây này các bạn thấy không? Kỳ công. Hân hoan nó lo nó ở dưới mấy nhái này, nó ở dưới nước không hả? Phải nó có lên vài con mình quay giới thiệu cho các bạn xem. Mưa thì ướt át không? Ướt át nhưng mà lại mát. Ướt át nhưng mà lại mát. Các bạn thấy con bướm không?
À, cái đàn nó đạt đang múa cần thấy không? Đang múa bay luôn à. À, chim én, chim én, chim én bay. Còn nhìn thấy nó bay lượn à. À, à, còn thấy không? Chẳng biết nó sớt cái con côn trùng gì á các bạn, mà nó bay nó lượn đó, đó. Cũng đẹp chứ, đẹp chứ nhỉ? Đô thị mà có một cái khu vắng vẻ như vậy là cũng hiếm hoi các bạn ha, hiếm hoi. Đương nhiên là cứ cho là mình gặp may mắn này. Mình ở nhầm cái khu vực nó gần chỗ này. À, cái khu vực này chim én nó lượn nhiều các bạn. Các bạn thấy không? Nó lượn tới lượn lui, có con mồi, côn trùng mồi gì đó. Mình đâu có, mình chẳng có hiểu. Rồi. Các bạn thấy không? À, đây là một cái anh bướm nữa. Đang múa nữa. Nó đang múa các bạn thấy không? Mình xuống con đường mình sang đây đi. Biết không? Các bạn biết không? Đây cái táo nè, cái táo này nó tự mọc nè. Thông thường người ta gọi táo tự mọc thì người ta gọi thôi, người ta gọi là táo rừng. Cứ thấy mọc là cứ gọi là rừng, nhưng mà đây đâu phải là rừng đâu các bạn, đúng không? Đây đâu phải là rừng. Rồi, thôi mình chuẩn bị các bạn. Chuẩn bị mình kết thúc video này ở đây các bạn ơi. Kính chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn. Tiếp tục mình nghe còn hơi tiếc tí. Tiếp tục mình nghe nhái nó. Các bạn thấy không? Nó hân hoan nó chào đón một buổi chiều mưa. Cho nên là nó rình rang, nó rình rang. À, các bạn ha, nghe tiếng lớn hơn không? Hân hoan chào đón một buổi chiều mưa. Nghe tí đi các bạn, mình cũng lắng nghe cái âm thanh này coi. Cái âm thanh này nghe nó trầm lắng nha các bạn ha. Trầm lắng mà nó yên bình. Rồi. Rồi được rồi, mình chào tất cả các bạn. Lắng nghe, lắng nghe. Rồi, mình kết thúc ở đây nha.